Em chào người đẹp nhé. Em đứng đây đợi ai ấy? Đợi người yêu à? À, ngồi đây đợi ai? Em chuẩn bị đi chợ à? Tí lên Căn Cấu á, nay chợ Căn Cấu à? Thế đang đợi người yêu à? Thế đợi ai vậy? À? Đợi người yêu đón à? Thế ngồi đợi ai? Em nhà đoạn đoạn nào ấy? Lầu gì à? Lầu Thí Ngài ở đâu? Dưới kia. Dưới này à? Thế sao em lại ngồi đây? Lên đây đợi người ta. Đi bộ lên á? Em sinh năm bao nhiêu? 2K5. 2K5. Ôi, xinh thế, trẻ mà xinh thật đấy. 2K5 thế vẫn đang đi học thôi nhỉ? Lấy chồng rồi. Ôi, lấy chồng rồi á? Ôi, sao lấy chồng sớm thế? Thích thì lấy rồi, thế à? Gì đó. Thế lấy lâu chưa? Chắc được 3 tháng rồi. 3 tháng cưới chưa? Cưới rồi. Cưới này thì ai đăng ký kết hôn cho, xã cho đăng ký kết hôn cho? Hả? Cưới chui à? À, thế thế giờ đang đợi chồng à? Không phải. Thế chồng em sinh năm bao nhiêu? 997. 97. Em 2K5. Thế thế lấy chồng xong bỏ học luôn à? Thế không đi học nữa? Thật không đấy? Hả? Thật hay lừa anh ấy? Thật đấy. Thế bộ quần áo em mặc là của người Mông Hoa đúng không? Mông Hoa đúng không? Bọn em là người ở Bắc Hà này là Mông Hoa nhỉ? Trên Căn Cấu à? À thế à? Thế từ đây lên Căn Cấu còn sao nhỉ? Bỏ còn sao? Tầm chục cây không? Không đến chục cây à? Thế đây là thuộc Lùng Phình chứ nhỉ? Đây là Lùng Phình rồi. Lùng Phình. Anh thấy đường lên trên này, tưởng em ở trên kia xuống chứ. Thế là đường 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 lên trên này là đường vào một trong làng ở trong này hay đường đi đâu ấy? Đường đây này. Ở ngay đây mà không biết. Em ở dưới kia mà em biết không. Dưới đâu? Dưới này á? Dưới này đi kiểu nào xuống? Đường này á? Thế đi đường tận đâu? Tí bên kia, à bên kia có đường con kia gì? Thế là đi bộ lên đây ngồi. Lên lâu chưa? Chắc lên từ sáng rồi à? Anh tưởng lên từ lúc trời chưa sáng, ngồi đây đợi. Bộ quần áo bọn em mặc này đẹp hết nhỉ? Có đẹp đâu. Đẹp mà. Anh đi qua thấy đẹp anh mới xuống ấy này. Bình thường người Tây bọn anh không có quần áo đẹp như này đâu. Sao mặc vào lạnh à? Không lạnh nhưng mà mặt là thế như này là sao sao lại lấy chồng sớm như này, không 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 sợ bị người ta phạt à? À, không công an phạt chết. có thật đâu. Không cẩn thận bắt chồng em đi tù chết đấy. Em lừa chồng em gì hả? Thế là hai đứa đi học quen nhau à hay đi Quen chợ nhau quen trên nhau? À, quen trên Facebook kìa. Thế nhà em với nhà nhà chồng em cách nhau sao? Có à? Cách cách bao nhiêu xa? Cũng ở cùng một huyện thôi gì, nhưng mà khác xã à? Thế chồng em ở xã nào? Điện thoại đẹp thế. Thế lúc đầu quen nhau trên Facebook hay nhỉ? Yêu nhau trên Facebook luôn. Yêu nhau trên Facebook rồi dần dần rồi gặp mặt luôn. Gặp mặt là cưới luôn. Hả? Chưa biết yêu rồi, chỉ biết là thích rồi cưới thôi. Thích ở cưới thôi hả? Ừ. Chưa yêu ngày nào luôn, cưới xong mới yêu à? Yêu nhưng mà cảm giác như là không biết yêu kiểu nào là
Ừ, thế à? Nhưng mà chỉ có biết là thích thôi. Hay nhỉ. Thế là kiểu là cứ kiểu kết bạn linh tinh trên Facebook hay là vô tình quen nhau? Cũng hay nhỉ. Mà công nhận gái ở trên này xinh thật đấy. Em có cô bạn nào giới thiệu anh với, đang ế vợ ấy. Chân xin ngay có đây nhưng mà thế à? Xe khách rồi em đi nhá. Em đợi xe khách rồi, anh không phải là đợi người yêu đâu. Thế em đi nhá. Xe khách lên Si à? Chào em nhá. Đây là xe du lịch chứ không phải xe khách đâu. Nhưng mà nó không giống xe khách. Ừ, nó xe khách không có biển chứ xe này có biển đâu. Bắt lên Simacai à? Ừ.